Chào các bạn, nếu như mà ở trước đây ấy, chúng ta muốn sử dụng hai cái ứng dụng ở trên một cái màn hình rộng, thông thường các bạn sẽ phải sử dụng cái tính năng là chia màn hình. Thế nhưng mà cái thao tác chia màn hình thì nó cứ phải lòng vòng vài cái bước thao tác, mà khi mà mình ngồi lên xe rồi ấy, để mà lòng vòng nhiều thao tác thì cũng ngại đúng không? Và thông thường trước đây ở cái phiên bản firmware trước của những cái chiếc Kalinkit T-Box Plus ấy, thì mình hay dùng cái phương pháp là mình cho nó co gọn lại ở phía dưới như thế này. Chúng ta sẽ không thể nhìn được hình rõ đâu, tại vì nó co rất là nhỏ đúng không? Và mình phải chấp nhận cái trường hợp đấy để chúng ta có thể sử dụng hai cái màn hình và thao tác nó nhanh gọn, chứ đỡ mất công phải thao tác trên màn hình. Cái này thì mình đã có video hướng dẫn các bạn về cái trường hợp này rồi. Và mới đây thì Kalinkit T-Box Plus đã có một cái phiên bản cập nhật, và chúng ta đã có một cái thay đổi nho nhỏ nhưng rất hiệu quả. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Vâng, và như các bạn nhìn thấy trên màn hình chẳng hạn, mình có một cái thói quen là mình bao giờ mình cũng để cái giao diện chính là cái map thôi. Và khi mà dẫn đường ấy thì mình sẽ sử dụng ngay ở cái phần chính này, chứ mình không mở một cái ứng dụng riêng biệt ra. Và bây giờ mà mình muốn nghe nhạc hay là mình muốn xem YouTube chẳng hạn thì mình sẽ mở lên đúng không? Và bây giờ mình sẽ minh họa nhá. Mình sẽ minh họa bằng việc là mình mở một cái video. Đây, mình sẽ mở một cái video như thế này đi. Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đấy, ví dụ như là mình mở một cái video như thế này, sau đó mà mình mà muốn nghe hay là muốn xem đúng không, mình sẽ thu gọn cái màn hình này nó về cái góc phải bên dưới. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Trước đây thì nó sẽ là như thế này. Đấy, nó sẽ thu gọn lại ở phía bên phải góc dưới như thế này. Việc mà nó thu gọn như thế này để mà các bạn nhìn ấy thì chắc chắn là các bạn không nhìn được, tại vì nó rất là nhỏ. Và như thế này thì các bạn sẽ chỉ nghe được tiếng thôi, chứ không thể nào mà nghe xem được hình. Và bây giờ một cái phiên bản cập nhật mới của Kalinkit T-Box Plus ấy, thì các bạn có thể thao tác để cho nó zoom cái hình ảnh này lớn ra một chút. Đây, mình sẽ thao tác cho các bạn xem nhé. Mình sẽ chạm hai lần liên tục vào cái màn hình nhỏ ở đây. Đấy, thì nó sẽ to ra như thế này. Nếu như mà các bạn mà sử dụng ở các cái phiên bản cập nhật cũ ấy, thì khi mà các bạn chạm hai lần vào cái màn hình nhỏ ấy thì nó sẽ phóng to lên, sau đó nó lại co nhỏ đi. Đấy, còn như ở cái phiên bản mới này thì các bạn sẽ chạm hai lần vào và nó phóng to lên, nó giữ nguyên như thế này. Nếu như mà xe của các bạn là những cái màn hình tỷ lệ 219 hoặc gần tương tự như vậy ấy, thì các bạn sẽ có một cái hiển thị rất là đẹp. Và ở cái ngưỡng hình ảnh này thì chúng ta xem được đúng không? Nếu như mà người ngồi ghế phụ thì vẫn có thể xem được. Còn tất nhiên nếu như các bạn đang lái xe thì không nên xem. Và các bạn sẽ co về nhỏ như này để cho nó đỡ mất tập trung. Đấy, cái tính năng mới này thì rất là hay. Ví dụ như là cái chiếc BS10 này cũng có một cái firmware gần tương tự như cái T-Box Plus. Tuy nhiên thì cái tính năng này chưa có, nên nó cũng sẽ giống y hệt như là cái màn hình thu nhỏ như này thôi, chứ nó không thể phóng to rộng lên ở một cái mức độ gấp đôi để chúng ta có thể quan sát được hay hơn. Và đây là một cái tính năng rất là thú vị. Vâng, và nếu như các bạn thấy cái chia sẻ này của mình hữu ích với các bạn thì các bạn nhớ like, share và ấn nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.